Xin chào quý vị các bạn, và mình là Khánh. Ngày hôm nay mình sẽ review một mẫu đàn rất là đặc biệt, vừa về shop của mình. Một mẫu đàn phải nói là có rất nhiều chi tiết để chúng ta sẽ cùng bàn luận, cũng như là chúng ta sẽ cùng xem chi tiết xem là nó đặc biệt ở chỗ nào, được không ạ? Vâng, và đây là mẫu đàn ngày hôm nay của chúng ta sẽ review, một trong những mẫu đàn phải nói là độc nhất tại cửa hàng ngoài của Guitar Sắc từ trước đến giờ. Ok, đó, chúng ta sẽ để xa một chút để quý hàng cũng như là các bạn thì nhìn thấy. Đó, đây là các chi tiết, đúng không ạ? Rồi, chắc là chất gỗ này thì chờ với những anh em nào đã chơi guitar quen, cũng như là những quý hàng quan tâm đến các mẫu đàn của Guitar Sắc thì đã quen và cái dòng gỗ như này rồi, đúng không ạ? Mình cũng nói qua một chút thì mặt trước của nó là gỗ thông, vân gỗ rất đều nhá. Lưng bà hông thì nó là gỗ qua Việt Nam, cũng rất đều và rất đẹp luôn. Dòng này là cây này nhà mình đã chọn lọc rất kỹ cái dòng vân gỗ rồi. Đó. Và điều đặc biệt, đúng không ạ? Cái phần cần này. Phần cần này được anh em nhà mình nói là được khảm hoa lá cành. Đây là chi tiết, đây là những cái chi tiết là chim muông hoa tú. Đó. Cái này là của hoa tiết này được mình đánh giá nó là khá Việt Nam. Đó. Mình sẽ thấy là nhiều cái cây đàn sẽ được khảm chim muông hoa thú thì sẽ thường là mang chung cái chi tiết của Nhật Bản, bắt chiếc cái chi tiết của Nhật Bản hoặc là chi tiết của Trung Quốc, những cây trúc, cây tùng chẳng hạn. Nhưng mà đây là mình đánh giá nó là đánh giá đây là chi tiết của Việt Nam, được không ạ? Chim này là chim của Việt Nam, được không ạ? Hoa này hoa của Việt Nam, đó, chứ không phải là của nước ngoài, được không ạ? Cần đàn này là một điều rất đặc biệt. Đây là một lô mà nhà mình đang dùng cái loại cần mới gỗ luồng mang, đó. Đây là cũng là gỗ nhập luôn đấy ạ, gỗ nhập. Đó. Rồi cần đàn ở phía đầu cần này, nếu mà anh em mà chơi guitar quen, đúng không ạ? Hoặc là chơi fingerstyle thì chắc chắn là sẽ biết cái kiểu dáng cần đàn này của hãng đàn nào. À, anh em có thể là comment ngay phía dưới để có thể góp vui của anh em cùng shop của mình nha. Đó, nếu anh em biết cái bộ cái đầu đàn này nhà mình custom theo cái dòng đàn nào, rất là đẹp, đúng không ạ? Rồi khóa thì được làm bằng khóa The Zoom. Đó. The Zoom bạc. Đó, The Zoom bạc. Đó, thì cho trải nghiệm mình vặn cũng như là mình đến dây rất là thích. Đó. Và Elixir chắc chắn rồi. Elixir cho một cây đàn cao cấp như thế này để cho âm thanh nó ra phải nói là tốt nhất. Elixir đến từ USA, đúng không ạ? Từ America. Ok, rồi, đây là chi tiết về gỗ cũng như là thông số kỹ thuật. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần test âm thanh để chúng ta sẽ lắng nghe xem là nó như thế nào, được không ạ? Vâng, bây giờ mình sẽ test âm thanh của cây đàn này. Giống như là các bài review khác của Guitar Sắc thì bao giờ chúng ta sẽ đánh cái dây buông để nghe xem là độ cộng hưởng dây buông ban đầu của nó như thế nào. Mà nó là phê, đúng không ạ? Mà anh em nếu mà nghe đây thì cái tiếng ngân rất là lâu, và kết hợp với Elixir nó cho chúng ta cái tiếng Elixir từ chất gỗ nó cho chúng ta cái tiếng là nghe chúng ta gần không bị chói một cái lốt nào cả khi ở dây buông, và đặc biệt là khi ở dây buông cho chúng ta cái độ ngân lâu, rất là lâu. Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần hợp âm thử nhé. Action. Okay, action rất thoải mái, chúng ta bấm lên cao những nốt lên cao này, chúng ta chơi những cái phần ở trên cao này rất thoải mái. Action rất êm, và đặc biệt cái phím này thì đã được bo rất sát so với mặt cần. Đó, cái phần phím này khi mà các chi tiết khảm mình nhận thấy thì cái phần phím đã được bo rất sát với mặt cần, nên là khi mà chúng ta ôm vào cái ngón này rất là thoải mái. Đó, đi hợp âm chặn rất thích luôn. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh thử hợp âm xem là âm thanh nó sẽ như thế nào.
âm thanh mình thấy là các phần âm thanh hòa quyện với nhau khá là tốt. Nhưng mà có một cái lưu ý đó là anh em nếu mà chúng ta chơi cái mẫu đàn này thì có thể là nâng action lên một chút để quạt nó thoải mái hơn. Khi mình quạt thì chúng ta nếu mà nghe kỹ một chút thì chúng ta sẽ thấy là có hơi cái tiếng rè rè, đúng không ạ? Đấy, hơi rè rè là do cái action khá là thấp, để khi mà chúng ta quạt mạnh ấy, nếu quạt nhẹ thì sẽ không nghe thấy đấy. Đó, nghe tiếng đàn rất êm mà ngọt. Nhưng mà chúng ta quạt mạnh thì bởi vì cái dây nó sẽ va chạm vào phím đó, thì cái phần này là điều cũng gọi là một chi tiết có thể bỏ qua được, bởi vì cái phần này chúng ta có thể hoàn toàn có thể chỉnh sửa, chỉnh action vào thông qua cái tinh trình cần ở đây, ở trong này hoàn toàn có thể nâng hạ action theo ý muốn chúng ta được. Ok, rồi chúng ta sẽ test sang phần solo đó. Solo thử giang lốt trên cao trước đi. Theo mình đánh giá thì cái lốt ở trên cao này nghe rất tốt. Và tốt ở chỗ nào, đó là thứ nhất là nó không bị chói. Đây là lốt mi này, fa này, liên son này, la này. Đó, lên tận trên đây là mình nghe không hề bị chói nào, nghe cái tiếng nó vẫn rất là ngọt. Đúng không ạ? Đây là một điều rất đáng cần phải chú ý, cộng điểm vào cho những cây đàn như thế này. Để đó, nghe nó rất là, cái lốt ở quãng cao nghe rất là ngọt để chúng ta chơi solo, nó không bị chói. Đây một trong những lưu ý thì khi mà chúng ta tập chúng ta chơi solo, chúng ta chọn một cái đàn chơi solo quãng cao nhiều hơn, đúng không ạ? Ok, rồi một quãng dưới thì sao? Chơi solo thì cái lốt nó có bị thường là cái phần dưới này khi mà chúng ta chơi thì chúng ta sẽ hay bị cái tiếng bass nó bị đè lên cái lốt bên nào đi. Đó, vậy thì mình chơi thử xem nó có bị đè hay không nhé. Ở phía dưới này mình sẽ thấy là theo cá nhân của mình thấy là cái lốt nó ra khá là tốt, nhưng mà về cảm nhận cá nhân thì cái phần tiếng bass có thể là dây này là dây cỡ size nhỏ, nó chưa cho đủ cái âm nền để cho cái lốt melody nó được làm nổi bật lên, tức là cái phần bass nó hơi yếu một chút so với cả lốt ba dây dưới thì có thể là thay một cơ dây khác ở đây. Đó, Edisor thì hiện tại cái cây này thì mình đang thấy là đang lắp ở cỡ 11, thì có thể nếu mà tăng bass thì chúng ta có thể lắp sang Edisor cỡ 12 để cho tiếng bass tốt hơn. Tiếng bass này cũng rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà đối với cá nhân mình thấy thì mình có thể tăng cái tiếng bass lên một chút thì khi mà chơi solo nó sẽ thích hơn rất là nhiều. Vừa rồi mình đã review qua âm thanh cũng như là cái hình thức bề ngoài của mẫu đàn qua Việt Nam. Đây là dòng custom của nhà mình. Hiện tại dòng này nhà mình đang bán với mức giá nó là khoảng trên dưới 6 triệu với tùy gói phụ kiện mà anh em muốn mua. Dòng đàn này nhà mình bảo hành 2 năm và bảo dưỡng miễn phí trọn đời, cũng như là nếu mà khách hàng ở xa thì bên mình hỗ trợ online các phần liên quan về kỹ thuật đến trọn đời của khách của cây đàn luôn. Vâng, bên mình là Shop Guitar Isaac. Anh em nào có những cái phần đóng góp yêu thích về mẫu đàn Việt thì có thể là comment ở phía dưới và đóng góp cho cửa hàng nhà mình thêm nhiều hơn. Vâng, xin chào.